vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể ba con đến với channel của mình. Clip này mình chơi được là Karinak, một thân rừng ở mùa 14 và được mọi người sử dụng khá là nhiều, đặc biệt là ở mức rank cao. Thì Karinak có điểm mạnh là gì? Đó là khả năng sốc đám và khả năng không làm tánh. Còn điểm yếu của Karinak tất nhiên đó là những vị tướng máu giấy rồi. Thì đổi về bên kia thì có những chất tướng khá là trâu bo một xíu, thì mình chơi Karinak thì mình không hề đáng sợ nha anh em. Ví dụ như Apu chẳng hạn, hoặc là ví dụ như đó là Zephy chẳng hạn. Chú bò thì thường đó là ăn côn trùng. Thì ở trận đấu này thì chắc có lẽ chơi tật luôn. Ở trận đấu này thì tém bên mình cũng khá là ổn, khi mà có má lốc cũng như là Alip, những chất tướng mở combat cực kỳ là tuyệt vời luôn. Ok, pha này chơi được này. Ok, bắt tà mà thú cũng được anh em ạ. Chạy đấu cho hết nắng. Cái chén cơm đâu thì dành cho mình rồi. Nhưng mà ở lén ta thân thì khá là đáng tiếc. Cái thời điểm này anh em đi lén chú ý một xíu nhá. Cái thời điểm đó là khoảng 1 phút 30 giây. Anh em đi lén rồng và lén ta thân nên chú ý đó là rừng tém địch gánh. Ví dụ như ở trận đấu này mình gánh lén rồng, nếu mà anh em chưa có tầm nhìn thì tém bên bàn lại gánh đường ta thân, bởi vì hai bên ăn bua ngược nhau mà. Thế là anh em hãy chú ý một xíu nhá, đó là kinh nghiệm để giúp anh em tránh bị gánh đầu game. Ví dụ như pha này chẳng hạn thì mình gánh được lén rồng thành công, ăn được con rồng, con tém bên địch thì ăn được đó là một trụ, quả là thiệt thôi dành cho tém binh. Và cái kế thì chắc chắn là tém binh sẽ lẩu hơn rồi, một con rồng đổi lấy một trụ thì chắc chắn lấy trụ sẽ giành chiến thắng hơn. Vậy thôi xong rồi, dịu tém binh lại bốc hơi rồi anh em ạ. Đối với chất tướng dịu khi có chiêu cuối mới mạnh được, không còn chiêu cuối thì rất chỉ là yếu nhá. Hơn nữa thì tém bàn khá là trấu bo nữa. Thì bây giờ mất trụ thì nói chung chất tướng ma lộc thì khá là đu, tuy là khỏe, tuy là trấu, tuy là mạnh, đám cũng tốt, nhưng mà chất tướng khá là tu, nên là việc để đối phương bật thì rất chỉ là khó chạy nhé, chỉ có cái lớn ngục thôi. Đặc biệt thì bên kia có đá sĩ có khả năng đó giật về nữa. Double cứu rồi, ôi thôi xong rồi, để cho ra tém địch sánh thì xíu nữa mình không hành được ra đâu. Với ra là một pháp sư, tuy nhiên kiếm sát thủ luôn nhá, có thể nó outplay mình một cách dễ dàng nếu mà đầy đủ bộ combo ấy. Tém mình thiệt thôi khá là nhiều rồi, pha này bắt luôn. Bắt luôn, bây giờ nó có liêm đoạt mạnh, nhưng mà liêm đoạt mạnh bây giờ yếu lắm anh em ạ. Liêm đoạt mạnh bây giờ chỉ có thời gian đó là trong vòng đó là phút thứ 3 đến phút thứ 6, tồn tại chỉ trong vòng đó, và hơn nữa thì chỉ có tác dụng trong vòng 0.5 giây, nên là có cái liêm đoạt mạnh bây giờ khá là yếu á. Pha này mình sẽ bắn trụ nhá. Uầy, tém binh lại lạc loài nữa rồi. Pha này bắn trụ bật luôn này, không để lộ tâm nhìn này. Ok, bật chiêu cuối lên này, tung chiêu 1 này, đạp xuống này, chạy ngắm 36 kế chuôn thường sách. Mình vẫn đang có quả cầu băng sướng nhá, nếu mà nó dùng chiêu cuối thì mình sẽ dùng cái quả cầu băng sướng tránh đó là giật lui về. Đối với má trần thử nguyên của đá sĩ thì anh em lên đến đô phụ trợ đó là hóa giải khủng chế nha anh em. Đó là cái giáp tay hải thân đấy, cho anh em nào đi đó là SP. Ôi, mà lộc tém mình.
được tổ tém binh bị hành tới tả luôn anh em ạ. Không ngờ một con ma lóc sao mà lại yếu đến thế ta. Rồi pha này bắt được xạ thủ của tém địch này. Chạy đấu bò mà đổ đuổi theo rồi thì có mà chạy lên quần. Thì khi anh em nói chung đương tổ có phịt một xíu nhưng mà vẫn đang còn đảm bảo được thế trận thì anh em đừng có chửi quá nhiều nhá. Nếu mà anh em chửi thì dễ xích mịch, mà dễ xích mịch thì rất chi là khó đánh. Trận này lên tổ và lên mịch mình thì hơi phí anh em ạ. 0-3 và 0-4 gọi là thi nhau lên bảng điểm số ấy, nhưng không sao, dù sao thì cải tù vẫn chưa mất. Vậy là cũng thành công rồi. Ok, pha này chơi được này, bắt luôn. Ôi, pha này nó giật về hay quá rồi. Nhưng mà không sao, pha này thì hết đường chạy rồi nhá. Với đá xí mà khi mất cái ma trận thử nguyên rồi thì không có cửa chạy nữa, chỉ có chiêu một né đám thôi. Nhưng mà pha đỏ tém binh rất chi là đống. Hơn nữa thì bên binh có chất tướng Alice khá là khó chịu với giai đoạn cuối game nhá. Khi mà tém binh có những vị tướng mạnh về cuối game thì anh em cứ yên tâm, cứ farm và chơi thôi, đừng có sợ đó là về lết. Những tướng mạnh đầu game thì nó chỉ được một giai đoạn nào đó thôi, cuối game thì binh sóc đá một phát là lên bảng thôi mà. Ok, mình sẽ chuyển hướng mục tiêu nha. Zephyr thì khá là trấu nên là mình sẽ chuyển hướng ra xa thủ của tém địch này. Chơi luôn này. Rồi ok, pha này bật đó là cái quả cầu băng sướng nha. Né tất cả đám của đối phương và mình sẽ lùi về. Và pha này thì chắc chắn tém địch giao tránh đó là thành công rồi. Thứ nhất đó là tém địch đang đầy đủ chiêu thức. Thứ hai đó là tém địch giao tránh ở thì đó là hơn người. Này thì núp. Zephyr tém bàn thì cũng hết năng lượng rồi nên là mình đuổi theo luôn này. Chơi không? Chơi không? Chơi không? Đấy, sau một pha giao tránh phạt là tém binh có lợi thế hoàn toàn luôn rồi. Hơn nữa thì xạ thủ tém binh cũng khá là sánh nữa. Với Karinak thì lên bảng ngọc nào cho hợp lý thì mình sẽ lên bảng ngọc, đó là 3 viên chỉ mang, 7 viên đó là công vật lý và xuyên giáp. Tím sẽ lên cho nó là 3 viên hút máu và 7 viên đó là công vật lý và tóc chai, xanh là công vật lý và xuyên giáp nhé. Còn về phù hiệu thì mình sẽ lên cho nó là phù hiệu chuyển sinh thôi, đơn giản. Đầu tiên thì sẽ lên cho nó quả cầu băng sướng, tiếp đến hào hốc phù tăng cống, tiếp đến thì chuyển sinh. Còn là nhánh thứ hai sẽ lên vực hồn váng. Cấp 1 thì hồi phục, cấp 2 tăng sát thương thôi, đơn giản và nhẹ nha. Trang bị thì chắc chắn là full đam rồi. Rồi là một nhảy một em luôn đấy. Rồi pha này chơi luôn. Bắt luôn cà phê tên địch lên bảng điểm số 1 màng này. Rồi double kill dành cho mình rồi, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng phải lên bảng điểm số. Quá là lời luôn rồi, có double cứu tém mình bây giờ ra nữa thì ăn thêm được một màng nữa. Mình sử dụng chuyển sinh nên là ra luôn nha anh em, bây giờ thì đẩy luôn này. Anh em nên chú ý nhé, khi có thể lính thì tập trung đẩy trù nhé. Khi mà nhìn thấy đó là tém địch gần ra thì mình sẽ rút lui về. Như bây giờ chẳng hạn thì tém địch chỉ còn là 1-2 giấy nữa ra nên là mình chuyển hướng và đẩy trù tiếp. Đó là lối di chuyển giúp anh em có thể là luôn luôn thể lực lên cao. Tém địch không làm gì được cho dù anh em có combat thua đi chăng nữa, nhưng mà cũng không thể đó là làm gì được anh em.
Ok, hiện tại thì giao tranh binh sẽ nập đấy bắt những sát thương chủ lực của tém địch nhá. Vẫn chưa thấy ai anh em ạ, thôi chưa thấy ai thì dùng tạm thằng này cũng được. Ôi chưa chết kia, lên luôn, lung linh là lên luôn. Rồi pha này bắt ra tém địch được này. Rồi tiếp đến thì bắt rừng tém địch 6 này, và cuối cùng là bắt á thú này, có mà chạy lên quần. Đối với Karina thì không sợ những vị tướng nhiều giáp nha anh em, chỉ sợ là những vị tướng khống chế thôi. Ôi, mà lộc tem mình có triple kill luôn kia. Sau cái giai đoạn đầu game khá là khó khăn thì đến giai đoạn là có ma lộc rồi. Chưa kết thúc được anh em ạ, tem đi ra mất rồi. Chơi luôn, chơi mày luôn. Lùi lại một xíu nha anh em. Bởi vì hiện tại thì, ôi, tem mình chơi luôn thì mình cũng vào luôn chứ dài gì mà về anh em. Quay ra tên địch hay quá, mốc lúc thân trưởng này thì mốc lúc thân trưởng này. Chắc có lẽ là về anh ta thân nhanh lắm, bởi vì hiện tại thì tên mình có một đường lính siêu cấp rồi. Thì bây giờ anh ta thân thì sẽ đẩy hai đường lính siêu cấp còn lại. Đối với Corinac thì anh ta thân thuộc dạng nhánh bậc nhật liên quân rồi. Chắc có lẽ chỉ 6 Fenris chẳng anh em ạ. Combo của Karina thì cũng khá là dễ thôi, mình cũng đã nói nhiều rồi. Bắt chiêu cuối lên, tung chiêu 1 vào, đạp chiêu cuối xuống. Chiêu 2 có thể ruột theo đối phương nhưng mà chỉ cần một đạp là lên bảng điểm số rồi. Anh em tung bộ combo hợp lý thì những vị tướng máu dày là không có cửa để chơi nữa rồi. Thì cách thả rông thì khi anh em lấy được một đường lính siêu cấp rồi thì anh em sẽ thả rông để ép hai trụ đường còn lại. Thì bây giờ mình thả rông ở dưới đường này để có thể ép dễ hơn nhá. Trụ đường mình thì chỉ còn một nửa máu nữa thì sẽ dễ dàng lấy hơn. Mình sẽ lấy cái trụ đường dưới này, hơn nữa thì cái trụ dưới này thì tem địch sẽ khó là giữ hơn, bởi vì chỉ có một bến đó là gây đám thôi, còn trụ đường giữa thì người ta gây đám khá là nhiều. Ôi, nhưng pha này thì tem binh lại chết lẻ mất ông ma lóc rồi, không có ai mở con bạt cả anh em ạ. Pha này rinh dập này, rinh dập, rinh dập và rinh dập. Rồi rồi có mục tiêu này thì ra này. Ra tem địch bốc hơi chứ biết chuyện gì xảy ra cả rồi, bắt luôn. 3, 2, 1 mình hồi ulti nhá. Bắt xa thủ của tem địch này. Vẫn đáng con để giáp hồn bánh, tung chiêu 1 phát lượt, chiêu 2 phát lên bảng điểm số này. Anh em thấy lượng đám chưa? Đám gọi là quá khủng luôn đấy. Và trận đấu thì chắc chắn kết thúc ở đây rồi, đây, nhảy phát này chết này. Rất chỉ là đơn giản luôn, tầm này thì đúng Karina chỉ cần một nhảy thôi. Và trận đấu kết thúc ở đây rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip này cùng mình nha, bye bye.